Hôm nay cho Tina đi kiểm tra lấy máu để xác định ngày phôi giống. Tina ra đây. Rồi, nằm xuống. Ngoan lắm. Đấy, bác sĩ lấy đi. Khả năng Quỳnh Anh quay từ trong kia ra. Di chuyển đi vào trong kia, quay từ trong kia. Từ từ để cho tôi nhìn quay. Giờ rồi chỉ cần ấy thế là được. Rồi, bao đây. Kết quả hôm nay xét nghiệm máu test hormone của Tina nay kết quả là 23.41. Thì với kết quả này thì Tina có thể là 4/1 là vào hôm nay và 4/2 là vào ngày kia. Và nếu như mà anh muốn phối một nước thôi phối là chiều ngày mai, chỉ cần một lần. Chiều mai hay là trưa hay là sáng mai? Chiều mai, chỉ cần phối một nước. Và nếu mà muốn phối hai nước thì một giờ phối về phối luôn và ngày kia phối phát nữa. Ok. Quá này à? Đang sợ bị quá nước. Rồi. Như rồi giữ Tina hộ anh gái để anh quay. Nếu mà như theo như là cái kinh nghiệm bình thường mà bắt nước là Tina này đến ngày hôm nay có thể nói là quá nước rồi đấy. Nhìn hoa này, hoa đã săn hoa rồi, hoa bị teo rồi. Nhưng mà thực tế khi mà test hormone thì ngày hôm nay, ngày mai mới là ngày phối đẹp nhất. Phối hai nước thì phối hôm nay và ngày kia. Ok, hy vọng là lứa này Tina sẽ cho ra những cái đứa con đẹp bằng và đẹp hơn lứa trước. Nhìn vào máy kìa. Tina. Làm sao để ấy, làm sao để con để ý. Tắt đi để lấy quả bóng đi. Xong đã rồi chơi. Trên đường về.